ok, cố lên bạn nha. Nhưng mà bọn mình sẽ chơi cố gắng làm sao để hết sức có thể chơi cho cả ba bé là bằng hết. Rồi, tiếp tục không ạ? Gạch lết tròa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. À không, không mệt. Không mệt, không mệt. Không mệt. Sao chị thở vậy? Phải động với em à. Phải động. Chỉ là mấy cái này là nếu mà đứng rất là xa là rất khó. Thử cảm giác này, ban đầu mình chưa có cảm giác. Chứ rồi các sẽ biết là ném cỡ nào nó sẽ xa, cỡ nào nó sẽ thiếu. Vì cái trái cây nó rất là nhẹ. Mình sẽ khó con ơi. Lúc đầu mình cứ hướng hướng thôi nha. Để lúc nó gần là mình tăng tốc rồi. Dạ. Cái này ném từ xa sợ nó mạnh. Ném từ xa nó cũng nảy ra. Gần rồi. Vô. Quá dễ. Hai. 2 3 mới có 3 thôi. Mới có 3 quả thôi. 4 Lấy gì con? Trời ơi, cái này. 7 rồi. 8 9 Còn 11 quả nữa. Mau lên. Cố gắng lên nào. Cái gì vậy? 10 còn 7 đây nữa. 13 rồi. 16 Còn 4 cái nữa. Chạy lên thôi, chạy qua luôn, chạy lên luôn. 17 Lâm chạy qua đây luôn, không cần hai nữa. 18 Lâm đi luôn. Lâm đi, Lâm luôn. Lâm đi nào. 19 20 20 Chính là lúc đầu sẽ bình tĩnh, sau đó khi mà cái đó rời vô á thì sẽ tăng tốc chạy lúc đó lên. Nếu như là bốc thang mà các bạn số 1 sẽ bị thiếu hơn một xíu. Vì là lúc này là bản thân ra với Cường cũng chưa cảm nhận được cái độ nặng, cũng được cái khoảng cách của cái quả. Ôi, khó quá. Không có căn được, không căn được á, chưa căn được á. Thứ ba thì ngược lại thì bọn mình sẽ đuối sức hơn lúc đầu. Thứ hai là loại nhất này. Thứ hai là ok, cố lên con nha. Nhưng mà bọn mình sẽ chơi cố gắng làm sao để hết sức có thể chơi cho cả ba bé là bằng hết. Rồi, mình tiếp tục không ạ? Gạch lết tròa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.